dịch đấy, bạn mời người đấy. Chú ơi, rỡ bằng thuê không? Có. Thank you.
Mọi người cứ nghĩ thôi. Ôi dạ, cái con cháu. Chào chị. Cảm ơn cháu nhé. Chào dạ, đi lại cho con cháu nhé. Thank you.
mài này bán bao nhiêu đấy? 30.000. 30.000 bán hết cái này á? Đuôi rồi, cậu ạ. Đuôi nè. Vết là sáng cậu đúng. Thank you.
Bán cua à? Ừ, bán cua. Này, bán bao nhiêu đấy? Tầm 2-3 nghìn. Hai mươi nghìn mua hết nhá. Thế đưa lại một con để nướng ăn nhé. Nhiều quá. Con xin. Đây. Có hai được 7 nghìn. Để xem chị tiền chưa. Thank you.
Vâng. Thank you.
chai 20.000, ốc 30.000. Nhặt cho chai này đi. Được. Thank you.
Thank you.
Vâng ạ. Bao nhiêu tiền một bó ấy? Mỗi bó 5.000, hai bó 1.000. Cô mua cho anh em, mua hai bó. Ra bao nhiêu ấy? Hết cả 30.000. Chú mua hết rồi. Chú bây giờ gọi
đi cân măng rồi. À con nhộng đấy thấy. Không thấy người. À đâu bán măng cho chị kia. Đưa nón. Bán tiền lên cô. 80. 50 là bán dài tới làm cả trả được. Thảo bảo 80 thì lên chứ bảo 80. Tháng à? Cô một ai? 57. Cái vịt của nhà mình đấy à? Đâu? Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.